Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 10 phút sáng nay ngày 31 tháng 10 tại km 70 830 quốc lộ 1A thuộc dốc rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, khiến 5 người tử vong và 10 người bị thương. Và ngay trong ngày hôm nay, các đơn vị ban ngành đã nhanh chóng khẩn trương vào cuộc khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này. Vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 14B03657 va chạm với xe semi remorque và xe container đi theo chiều ngược lại trên quốc lộ 1A, địa bàn xã Hòa Lạc. Trên xe lúc đó có 16 người. Sau vụ va chạm, 4 nạn nhân đã tử vong tại chỗ và 1 nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10 năm 2023, thì tại km 70 cộng 830, quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn rừng Cấm, Trầm Non, xã Hòa Lạc xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thì sau khi xe khách đâm vào phía sau với xe đầu kéo, thì cả hai phương tiện đều đang lưu thông theo cái hướng Lạng Sơn Hà Nội. Thì sau khi va chạm thì xe khách văng ra và tiếp tục là va vào cái xe ô tô đầu kéo chở rơ móc đi hướng Hà Nội Lạng Sơn. Thế thì hậu quả là làm 4 người chết tại hiện trường và 10 người đưa đi cấp cứu, thì 1 người đã tử vong. 10 nạn nhân bị thương còn lại đã có 6 người được đưa vào trung tâm y tế huyện Chi Lăng và 4 trường hợp được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Hữu Lũng. Thế nhưng cho đến chiều nay, có 3 bệnh nhân ở trung tâm y tế huyện Hữu Lũng đã xin chuyển viện về địa phương hoặc chuyển bệnh viện Việt Đức điều trị. Sáng nay thì vụ tai nạn giao thông đấy thì khoa ngoại trung tâm y tế Hữu Lũng tiếp nhận 4 trường hợp cấp cứu vào. Thì trong đó thì có 1 trường hợp cấp cứu nặng thì đã chuyển sang bên đơn vị hồi sức cấp cứu. Thế còn một ca nữa thì là với cái vết thương phức tạp cẳng tay, thì sau hậu phẫu thì bệnh nhân đã xin chuyển về đơn vị Quảng Ninh để điều trị tiếp. Còn một bệnh nhân bị bỡ xương chậu thì cái đó thì họ cũng đã xin về bệnh viện Việt Đức để điều trị. Đối với nạn nhân còn lại ở trung tâm y tế huyện Hữu Lũng, được xác định bị sốc đa chấn thương, mất máu cấp và có vết thương phức tạp ở vùng mặt. Sau khi tỉnh, bệnh nhân có dấu hiệu hoảng loạn về tinh thần. Ngay sau khi nhận tin tai nạn, người nhà bệnh nhân cũng đã có mặt chăm sóc. Em nhận được tin lúc 7 giờ kém buổi sáng nay. Thì em cũng đến đây luôn. Mẹ em bị gãy xương mũi, chân thì cũng bị chấn thương. Thì cũng đã được phẫu thuật. Thì bây giờ cũng đã tỉnh và nói chuyện cơ bản được rồi. Đâu vẫn phải nghỉ ngơi thêm nhiều. Thấy người thân mình làm thế rất là bàng hoàng, rất bất ngờ. Hiện tại thì còn một bệnh nhân đang điều trị sau mổ sốc đa chấn thương, mất máu cấp do vết thương phức tạp vùng mặt. Thì hiện tại bệnh nhân tỉnh, có một chút hoảng loạn về tinh thần. Còn với vấn chi giác hoàn toàn tỉnh táo. Cái đó thì chiều nay chúng tôi sẽ đánh giá lại cái tổn thương phối hợp khác. Tuy nhiên hiện tại thì bệnh nhân đã qua cái cơn nguy kịch. Sơ bộ xác định nguyên nhân do khu vực xảy ra tai nạn có dốc, đường cong cua. Cùng với đó, trời tối không có đèn đường, tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ đã đâm vào đuôi ô tô đầu kéo bị hỏng đang dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới. Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ không có dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Xe này chỉ truyền dữ liệu đến 5 giờ ngày 30 tháng 10, còn xe đầu kéo chạy ở chiều ngược lại với tốc độ 50 km/h vào lúc 2 giờ sáng. Sơ bộ xác định nguyên nhân là khi mà cái xe đầu kéo chở hàng bị hỏng, đỗ ở phần đường của xe cơ giới theo cái chiều Lạng Sơn Hà Nội. Đấy thì đoạn đấy thì lại là dốc, đường tối, cong cua. Thế thì khi mà cái xe khách đi đến thì cũng là do đường tối rồi trời đường tối này, trời tối thì đường thì cong cua là cũng không kịp xử lý nên dẫn đến cái va chạm vào cái phía sau của xe. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cũng đã có mặt khẩn trương hỗ trợ người bị nạn, đồng thời giải quyết điều tra rõ vụ tai nạn. Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn
cùng lãnh đạo ban ngành chính phủ, Bộ Công an đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và người bị thương. Theo đó, hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng một gia đình nạn nhân tử vong và 5 triệu đồng đối với người bị thương. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lạng Sơn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Ung thư máu là một trong 7 bệnh ung thư có số ca mắc mới cao nhất tại Việt Nam. Và theo Globocan 2020, mỗi năm Việt Nam phát hiện gần 6.300 ca ung thư máu. Bệnh cướp đi mạng sống của hơn 4.700 người. Nhờ những tiến bộ của y học đã giúp bệnh nhân kéo dài sự sống, trong đó có phương pháp ghép tế bào gốc. Nhờ có phương pháp này mà bệnh nhân có tỷ lệ sống trên 5 năm trên 50%, cao hơn so với hóa trị đơn thuần. Không ai có thể nghĩ chị Hoàng Thu Hằng ở tỉnh Vĩnh Phúc từng phải chiến đấu với bệnh ung thư máu từ 10 năm trước. Nhờ ghép tế bào gốc mà chị đã được khỏe mạnh trở lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên gia đình. Chị đã được hồi sinh thêm một lần nữa. Hiện tại bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi đi làm được như bình thường và vẫn tham gia trực hay là làm các nhiệm vụ của y tế để có được cái sức khỏe như ngày hôm nay á. Thì tôi rất là biết ơn các bác sĩ ở trung tâm huyết học Bệnh viện Bạch Mai. Bà Vũ Thị Mão cũng là một trong những bệnh nhân đầu tiên được ghép tế bào gốc tạo máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai. Đến nay, bà cũng đã có một cuộc sống bình thường và khỏe mạnh hơn. Đến bây giờ tôi là đến tháng 10 này được 15 một tháng. Thì trôi đi thì sức khỏe tôi vẫn bình thường. Hiện Bệnh viện Bạch Mai là một trong 3 cơ sở điều trị bệnh máu ác tính lớn của cả nước. Trung bình luôn có 120 đến 150 bệnh nhân điều trị nội trú. Việc điều trị bệnh máu bằng ghép tế bào gốc sẽ giúp bệnh nhân cải thiện thời gian sống so với hóa trị liệu đơn thuần. Khi mà điều trị hóa chất là một điều trị bắt buộc, thì bệnh nhân sẽ bị tác dụng phụ đặc biệt nghiêm trọng, đây là giảm các tế bào máu, đặc biệt là bạch cầu và tiểu cầu. Giảm các tế bào này đấy, thì người bệnh sẽ đi vào những cái tình trạng tức là bị nhiễm trùng nặng, bị chảy máu, chết khó qua khỏi. Có nhiều giải pháp để mà hạn chế tác dụng phụ này. Trong đó có một giải pháp tức là ghép tế bào gốc cho người bệnh. So với hóa trị liệu đơn thuần, sau 10 năm, đến nay, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai ghép tế bào gốc, tạo máu, điều trị một số bệnh lý huyết học cho trên 110 ca. Bao gồm ghép tế bào gốc tự thân và cùng loài, mang đến cuộc sống mới cho nhiều bệnh nhân. Chuyên ngành huyết học nó nằm trong bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh thì rất là có cơ hội để mà phát triển. Do vậy thì trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề cập nhật về khoa học kỹ thuật, cập nhật những cái tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị, và đặc biệt là lĩnh vực tế bào gốc và gen trị liệu, thì đây là những lĩnh vực mà bệnh viện định hướng trong tương lai. Chúng tôi đã và đang cử các cán bộ đi học tập để có thể triển khai ở Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ những tiến bộ của y học, từ đây những điều kỳ diệu được viết nên, sự sống tiếp tục được hồi sinh.